Thưa quý vị, thưa các bạn, với quy mô 250 gian hàng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của 150 tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh và trung tâm xúc tiến thương mại của 15 tỉnh thành trên cả nước, hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai năm 2020 đã trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác kinh doanh và phát triển thị trường. Đây là lần thứ hai Gia Lai tổ chức hội chợ với chủ đề OCOP. Tuy nhiên, hội chợ lần này tập trung nhiều sản phẩm mới, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trên khắp cả nước. Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2020 là một trong những cái chương trình cấp quốc gia về cái xúc tiến thương mại. Đây là một cái chương trình là khá là cái quan trọng và rất là có ý nghĩa, đặc biệt là sau cái đợt đại dịch Covid-19. Cái mục tiêu của cái hội chợ này thì là một cái cầu nối kết nối giữa các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh các cái sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề để mà coi như là quảng bá, giới thiệu và kết nối giữa cái vấn đề sản xuất và tiêu thụ không chỉ là ở Gia Lai mà các cái tỉnh thành trong cả nước. Tôi nghĩ rằng là cái việc này là hết sức cần thiết và tôi đánh giá rất cao cái sự tổ chức của Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương với Sở Công Thương Gia Lai cũng như các sở công thương các tỉnh mà ngày hôm nay là đã đưa được những gian hàng mà đến cái hội chợ triển lãm về các sản phẩm OCOP tại tỉnh Gia Lai. Đây tôi nghĩ rằng đây là một cái sự liên kết giữa sản xuất với lại vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Mà chúng ta thấy được rằng là cái tầm quan trọng của cái việc tìm kiếm thị trường và cũng là một cái để mà quảng bá cái sản phẩm của mình trên cơ sở là cái việc sản xuất của mình như thế nào để đảm bảo được cái chất lượng, đặc biệt là thực hiện các cái vấn đề như là truy xuất nguồn gốc rồi là cấp chỉ dẫn địa lý để trên cơ sở đó để người tiêu dùng người ta tin tưởng vào sản phẩm của mình. Và đồng thời đây cũng là một cái thông điệp để cho tất cả những người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn của cả nước nói chung và Gia Lai, Tây Nguyên nói riêng là khi sản xuất ra mặt hàng là phải chú ý đến vấn đề chất lượng, vấn đề đăng ký nhãn hiệu. Và cái hội chợ về OCOP lần này tôi nghĩ đó là một cái thông điệp để mà cho người nông dân cũng như người tiêu thụ cái sản phẩm của mình an tâm và sự kết nối, và nó cũng góp phần cho cái nông nghiệp của cả nước của chúng ta nói chung và Gia Lai nói riêng là theo cái hướng là tích cực và bền vững. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực hỗ trợ Gia Lai trong việc đưa sản phẩm OCOP của tỉnh vào các chuỗi phân phối, hệ thống siêu thị lớn của Việt Nam như Big C, Central, Sài Gòn Coop. Hội chợ lần này là dịp để các doanh nghiệp, chủ thể sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng được giao thương, hợp tác, mở ra cơ hội cho các nhà chế biến nông sản gặp gỡ với các nhà cung ứng để hợp tác đầu tư, mở rộng sản xuất, góp phần phát triển thị trường tiêu thụ nông sản bền vững, nhất là trong bối cảnh thị trường xuất khẩu đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến cái hội chợ OCOP lần này thì tôi thấy là cái tính thương mại rất là cao, bởi vì theo tôi được biết thì cái người dân Gia Lai mình đó là người ta rất là quan tâm đến cái sức khỏe. Cho nên là các cái sản phẩm OCOP lần này đó là toàn bộ là những cái sản phẩm có chất lượng, cho nên là cũng được người dân là quan tâm rất là nhiều. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với doanh nghiệp mà của tôi cũng như là các cái doanh nghiệp khác mà khi mà đem quảng bá các cái sản phẩm của doanh nghiệp mình là đến với các cái hội chợ như thế này. Hiện tại thì là tất cả những cái thành viên của hợp tác xã của chúng tôi thì là đều là những người nông dân và trực tiếp sản xuất và đưa tới tay tận người tiêu dùng và không có qua trung gian nào hết. Và qua những cái chương trình mà xúc tiến thương mại này và đi các tỉnh thành thì là cái cơ hội và cái tiếp cận cũng như các thị trường sẽ được mở rộng. Sự hội chợ của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thì Dalasa Coffee được tham gia rất là nhiều các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại ngoài tỉnh. Cái hiệu quả mang lại cho những chương trình đấy chính là sự kết nối cung cầu, và những cái nhà mà tiêu thụ sản phẩm họ thường tìm tới những cái chương trình, những cái chương trình đấy để họ lựa chọn những sản phẩm để đưa vào hệ thống của họ. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP hiện đã lan tỏa rộng khắp, không chỉ ở khu vực nông thôn mà ở cả thành thị. Chương trình đã góp phần khai thác được tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Được biết đến nay, Gia Lai đã có 149 sản phẩm đạt OCOP. Sở Công Thương Gia Lai luôn ưu tiên để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh, hỗ trợ chủ thể OCOP tham gia các chương trình, triển lãm tại các thành phố lớn. Vì vậy, tỉnh luôn mong muốn các chủ thể tiếp tục nâng tầm sản phẩm OCOP của mình, tạo uy tín với người tiêu dùng.
Đây là những sản phẩm tiếp tục được Hội đồng OCOP cấp tỉnh đánh giá phân hạng.